Xin chào các bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng nồi áp suất đa năng Nisei. Hàng này là hàng nội địa Trung nha. Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại công ty nhập khẩu của Việt Nam ạ. Đây có phiếu bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng. Hàng nội địa Trung bảo hành 12 tháng tại công ty của Việt Nam. Sản phẩm này là nồi đa năng. Đây là van này, áp suất này. Ta mở như này. Đó. Bên trong là chống dính. Ruột này có dung tích là 3 lít, phủ men chống dính rất là dày dặn nhé. Hàng nội địa Trung thì chất lượng rất là tốt nên là chúng ta yên tâm sử dụng. Đây là cái này là gang nhá. Giữ được nhiệt. Sản phẩm này có thêm một cái vung kính như này. Chúng ta có thể dùng bạn ấy như một cái nồi lẩu luôn ạ. Đây là các cái chức năng nha, nó có chức năng lẩu này, nấu cháo này, hấp khô này. Đó. Nấu cơm, hấp ạ. Và ninh bột cho trẻ em nha. Hàng chuẩn chính hãng, bảo hành 12 tháng. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ.